Quy Nhơn, thành phố thi ca với những bãi biển trải dài cùng sắc biển xanh mê hoặc, là những ngọn núi cao kỳ vĩ tạc vội bóng hình vào mây, là ánh hoàng hôn đẹp đến nao lòng tại kỳ quan eo gió. Bức tranh thủy mặc ấy đã làm tan chảy xúc cảm của biết bao thi sĩ, nơi Hàn Mặc Tử, Trịnh Công Sơn, Xuân Diệu dệt nên những án thơ bất hủ. Thành phố Quy Nhơn đang thay da đổi thịt từng ngày với những công trình hiện đại, những quần thể du lịch nổi tiếng thu hút hàng triệu tín đồ du lịch từ khắp mọi nơi. Sự thay đổi tích cực về cơ sở hạ tầng đã mang đến cho Quy Nhơn, Bình Định sự chuyển mình ấn tượng, tạo bước đệm đột phá, mở ra những vận hội mới để Quy Nhơn tiếp tục vươn xa. Năm 2019 đánh dấu sự phát triển vô cùng mạnh mẽ của Quy Nhơn với quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ xây dựng thành phố Quy Nhơn trở thành trung tâm kinh tế biển quốc gia và là trung tâm du lịch hàng đầu tại miền Trung. Bên cạnh đó, cú hích du lịch còn đến từ việc sân bay Phù Cát sẽ chính thức đưa vào hoạt động các chuyến bay quốc tế đi và đến Quy Nhơn từ tháng 12 năm 2019, góp phần thu hút khách du lịch và lượng lớn các nhà đầu tư, các chuyên gia nước ngoài đến sinh sống, làm việc tại phố biển xinh đẹp. Và mới đây, theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, thành phố Quy Nhơn sẽ được quy hoạch mở rộng để phát triển khu kinh tế Nhân Hội trở thành khu đô thị hiện đại. Trong tương lai, đầm Thị Nại, bán đảo Phương Mai sẽ là trung tâm mới của thành phố Quy Nhơn. Ngoài ra, tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp tới sẽ thông qua việc xây dựng cầu Thị Nại thứ hai song song với cầu vượt biển dài nhất nhì Việt Nam hiện tại để kết nối trung tâm thành phố Quy Nhơn đến khu kinh tế Nhân Hội, mở ra nhiều cơ hội vượt trội cho vùng đất mới giàu tiềm năng này. Nhờ tăng trưởng bứt phá về cơ sở hạ tầng, phát triển du lịch và kinh tế mạnh mẽ, Quy Nhơn, Bình Định đang nổi lên như một trong những thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hấp dẫn với các dự án quy mô hiện đại. Trong đó, dự án khu đô thị hiện đại ven biển Nhân Hội New City là một trong những dự án nổi bật hàng đầu, tạo tiếng vang lớn tại thị trường bất động sản Quy Nhơn và thị trường bất động sản miền Trung trong thời gian qua. Với vị trí đắc địa, dự án Nhân Hội New City từ khi ra mắt đã nhanh chóng được các nhà đầu tư săn đón khi gần 100% các sản phẩm tại phân khu 2, phân khu 4 đều sạch hàng chỉ trong thời gian ngắn. Bên cạnh đó, với uy tín, năng lực của chủ đầu tư và nhà phát triển dự án, Nhân Hội New City tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín trên thị trường khi đảm bảo tiến độ thi công hạ tầng, tiện ích, bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng trước thời hạn, mang lại sự an tâm đầu tư và gia tăng giá trị sinh lời vượt trội. Với mong muốn tiếp tục mang đến những cơ hội đầu tư tuyệt vời cùng khả năng sinh lời cao tại dự án Nhân Hội New City, đơn vị phát triển dự án, công ty cổ phần bất động sản Danh Khôi đã cho ra mắt khu đô thị thương mại mới mang tên Kiko Gateway ngay tại cửa ngõ trung tâm du lịch biển Quy Nhơn. Nằm ở vị trí độc tôn, tọa lạc tại cửa ngõ khu kinh tế Nhân Hội và trục giao thông huyết mạch của tỉnh Bình Định là quốc lộ 19B, cửa ngõ tuyến Nhân Lý dẫn vào khu du lịch Kỳ Co, Eo Gió và tuyến trục giao thông xuyên tâm từ quốc lộ 19B, kết nối chuỗi resort 5 sao hiện hữu, nối liền Học viện Hàng không, quảng trường biển, liền kề khu du lịch Eo Gió, Kỳ Co, vườn thú Safari, sân golf. Từ dự án chỉ mất 15 phút để đến trung tâm thành phố Quy Nhơn xinh đẹp thông qua cầu Thị Nại và chỉ 30 phút di chuyển để đến với sân bay quốc tế Phù Cát. Kỳ Co Gateway thuận lợi phát triển thành chốn dừng chân trên chuyến hành trình trải nghiệm vùng biển Quy Nhơn mộc mạc và thanh bình, với khu nhà điều hành triển lãm rộng 4.000m², nơi thể hiện những đặc trưng văn hóa bản địa. Dự án còn có lợi thế để trở thành trung tâm mua sắm mới tại phố biển Quy Nhơn, với dãy phố thương mại mặt tiền quốc lộ 19B dài hơn 1.000m, hệ thống giao thông nội khu rộng rãi và thoáng mát, cùng khu vực ẩm thực đặc sắc để bạn tha hồ thưởng thức các món ngon, các đặc sản địa phương. Mang tinh thần chủ đạo, nơi văn hóa hội tụ, nơi di sản bảo tồn, Kỳ Co Gateway là dự án đầu tiên tại Bình Định sở hữu chuỗi 7 công viên kỳ quan quốc tế, tái hiện tinh hoa kiến trúc nhân loại, được xây dựng thành các khu phố đặc trưng nổi bật như khu phố Nhật Bản, khu phố Hàn Quốc, khu phố Pháp. Nằm trong tổng thể dự án Nhân Hội New City, Kỳ Co Gateway được hưởng lợi từ chuỗi tiện ích hiện đại với công viên thung lũng xanh rộng 60.000m², sân tập golf chuẩn quốc tế, chuỗi 11 công viên chủ đề, hồ bơi 4 mùa, đáp ứng mọi nhu cầu nghỉ dưỡng, du lịch, văn hóa, giáo dục, thể dục thể thao, mang đến cuộc sống thịnh vượng, trở thành khu đô thị đáng sống bậc nhất Việt Nam. Với khát vọng khai phá tiềm năng trên những vùng đất mới, chúng tôi đặt chân đến với Quy Nhơn với niềm tin và kỳ vọng cho việc tạo nên những công trình vươn tầm đẳng cấp thế giới,
và từ đây di tích được xác lập với những kiệt tác kiến trúc được xây dựng mang tên Kỳ Cò Gateway, xứng đáng trở thành biểu tượng mới của du lịch biển Quy Nhơn và cùng thành phố Quy Nhơn cất cánh bay cao. Kỳ Cò Gateway, cửa ngõ của trung tâm du lịch Quy Nhơn.